Hello xin cả nhà, chào cả nhà đã quay lại cái kênh của em, kênh dụng cụ nhật.net. Và số điện thoại của em là 0933119646. Mọi người đặt hàng thì xin nhắn tin hoặc gọi điện qua số này. Và những cái tin nhắn mà em hiện tại chưa phản hồi hết là những cái sản phẩm đó em đã bán rồi. Và những cái video cũ của ngày hôm trước em đã bán hết. Trên cái phần video á, trên cái tựa đề video em có cập nhật, tức là có cập nhật phần cuối cái tựa đề là còn cái mã nào và còn cái nào đã bán hết. Anh em nha, nhìn vào cái số đó, tức là nhìn vào cái tựa đề để mà xem cái video đó còn sản phẩm hay không. Rồi hả rồi em, tại vì sợ người gọi đến thì cũng không có, tức là cái sản phẩm đó cũng hết rồi, mà một số, tức là em cố gắng đã sửa cái tựa đề rồi mà vẫn có nhiều cuộc gọi đến, thì em cũng cảm ơn là những cái sự ủng hộ của anh em cũng như là sự nhiệt tình của anh em. Nhưng mà nhiều cái cuộc gọi đến em không thể nào nghe hoài được, tức là nếu mà em chịu nghe là vừa bỏ máy xuống là có người khác lại gọi lên đó. Nhưng mà em đã cập nhật cái trên cái tựa đề đó là em đã bán rồi, nên anh em chú bác trước khi gọi nên xem giùm em cái chỗ cái tựa đề. Rồi cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ em bắt đầu vô cái sản phẩm đầu tiên lên, đó là những cái xà cầy. Và ở đây có một cái chú hay anh gì đó dặn xà cầy mấy cây, nhưng mà em thật sự là có nhớ, có biết là có người dặn nhưng mà không biết người nào, cho nên là em không có muốn cái chuyện mà nhận đặt hàng trước. Nói chung là nhiều người lắm, như anh em nào cũng vậy, ít có chịu nhận đặt hàng trước. Thứ hai nữa, vậy hàng bãi mà hàng cái này nó số lượng nó không có nhiều, và lo có khi hôm nay có ngày mai, rồi cả tháng 2 tháng 3 tháng nó chưa có lại lần nữa, cho nên mà khi nhận rồi tính đến 2-3 tháng là lại mình quên mất tiêu đi, không nhớ ông nào, anh nào, ông nào hết. Cho nên là khi mà đem lên bán cái ông gọi, ông chắc là ông nói sao mà tôi đặt rồi mà không bán cho tôi đó, cho nên là em không muốn nhận là vậy đó. Rồi bây giờ, trời ơi, cái này xà cài, cái cây xà cài này lại quên nữa cái mã nó rồi. Để mọi người đợi em chút xíu để em coi cái mã của thằng xà cài. Ôi, quên mẹ mất tiêu cái mã này, quên nhập vô rồi. À, bây giờ chúng ta quay lại đi. Giờ bắt đầu em báo giá trước đi rồi em sẽ có cách đấy. Quên mất tiêu luôn. Rồi, bây giờ em sẽ vô cái chủ đề, đó là với cái xà cầy này. Xà cầy mà của thằng Đốc đó, thằng Bakuma. Bakuma xà cầy mini nè, dùng để nhổ đinh này nọ, nhỏ gọn, bỏ trong cái túi cũng được nè, quá nhỏ gọn và đẹp lắm nè. Nó làm cái đồ này nè, nó để mình bắt vô tường á. Nó kẹp cái này, nó bắt vô tường, mình kẹp từ đây rồi xong mình dắt lên. Nó chỉ cái thước nó chỉ có 160 thôi, tất 6 mới, full mới luôn của thằng Bakuma nè. Những cái cây này thì thôi rồi, nó làm rất là đẹp, cực kỳ hoàn hảo, thấy không, nhỏ là đi Nhật. Cây này kích thước 160 và giá 90.000 một cây, 90.000 một cây giá chưa phí ship. Tất cả những sản phẩm em báo đây là giá chưa phí ship nha mọi người. Mã là 3195, 3195 với giá là 90.000 một cây. Kích thước là 160 ly. Rồi em từng sẽ giới thiệu từng kích thước một. Đến cái kích thước thứ hai này, thước thứ hai này là cái cây dài 2 tấc, cây dài là 2 tấc, là kích thước là 200 mm đó, cũng của hàng Bakuma luôn. Mà cái này nó dài 2 tấc. Cái này giá của nó là 130. Mọi người nhắn số 1 đi. Tại vì cái này quên ghi mã và cũng quên nhập vô rồi. Số 1. Giá là 130 một cây, kích thước là 200 mm.
Rồi, cái đến này là mã là 3193, cái này dài hơn chút. Cái này đáng tiếc cái nó có cây một à. Kích thước của nó là 230. Cây này thì giá 150, một cây duy nhất. Ở đây nó còn để giá 900 yên của thằng bên Nhật nữa nè, 900 yên. 900 yên là rơi vào khoảng 200.000. Cái này kích thước 230 nha mọi người, giá 150, mã là 3193. Con cây duy nhất kích thước này. Rồi, cái đến là cái cây bự hơn, cái bự to. Cái to hơn, làm rất là dày, rất là đẹp luôn. Cái này này là cái thép CRV, thép CRV đó, thép này tốt. Thép CRV là nó cứng, độ bền cao và nó chịu lực tốt nè. Đây. Cái này mới hết. Kích thước nó là 300 mm. Cái này thì em bán với giá là 200.000 một cây, 200.000. Mã là 3192, 3192 với giá là 300. Thằng ba con ma là hiểu cái hình con gấu nè. Đó, hình con gấu, rất nhiều là hình con trâu, cái đầu trâu, hình cái đầu trâu. Còn thằng già Maruchi thì là cái hình con gà. Đây. Cái này kích thước 300 nha. Nó dày lắm, cực kỳ dày, nặng à. Cái này nó nặng 500 g. Cái này nặng 500 g một cây. Giá của nó là 200 mọi người, mã là 3192. Ở đây nó chỉ có 4 cây thôi. Rồi, cái đến này. Cái đến là cái này. Cái này đây, bộ cà lê. Bộ cà lê vòng Senki. Cà lê vòng Senki. Để em chỉnh camera tí. Cờ lê vòng Senki mới, full mới luôn, full mới. Đây là một cây như thế này là giá 1180, 240.000. Một cái cây cờ lê vòng như thế này, cờ lê vòng Senki. Nhưng mà em sẽ bán nguyên cái bộ của nó, tại vì á, nó mỗi cái số đều nó khác nhau hết, đều mới hết. Để em đọc từng số cho mọi người. Từng số mà cái bộ này giá 1 triệu nha, giá 1 triệu của thằng Senki nè. Senki hay là Senki á là cũng là một, tại vì nó Senki là cái thương hiệu ngày xưa, bây giờ nó đổi thành chữ ngắn là Senki. Để em đọc từng một, từng cái một. Tức là cái vòng này là 19-22, cái 22-17, một cái 21-23, một cái 13-17, một cái 12-14, một cái 10-11, một cái 18, một cái 10-12, một cái 8-9, một cái 6-8, một cái 8-6 đó, rồi một cái 7 với 5.5, rồi nhỏ nhất là 5.5 và lớn nhất của nó là 23. Đúng rồi, tới nhất là 23. Làm cực kỳ sắc sảo, cực kỳ đẹp luôn. Cái này sử dụng là bền muôn năm luôn. Anh em nào sửa xe hay là để dùng trong gia đình mà muốn đủ số là đây. Đó. Full mới, rất là chất lượng. Tức là tổng cộng là nó 11 cây đó, 11 cây. Một cây thì cái bộ này giá 1 triệu. Rồi giá 1 triệu nha. Full mới. Mã là 3197, 3197 với giá 1 triệu cho cái bộ cờ lê này, giá 1 triệu. Senki là địa Nhật. Đây nó có dấu zip này. Zip này. Thấy không? Đây, một cây như thế này giá 2, cây này nó là giá 2.080 yên. 400 mấy chục ngàn một cây như thế này. Mua, tức là mua bộ này là giống như bằng mua 2 cây, 2 cây bằng mua một bộ này đúng không? Rồi, đây là cái bộ mũi phan của hiệu Strongstone, Strongstone nội địa Nhật nha, cái này nội địa Nhật. Thì cái này nó có những cái gì? Có những cái mũi phan, tức là nó mũi phan maximum của nó lớn nhất là bao nhiêu ly ta? Cái mũi nó hình như là chắc khoảng 6 ly mấy đó mọi, 6 ly mấy, 6 ly rưỡi quá. Nhỏ nhất thì tầm 1 ly rưỡi, 2 ly vậy. Tức là ở đây nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mũi. 13 mũi phan, mũi phan sắt á, phan thép á, nội địa Nhật. Và cái ở đây nó có được 3 cái mũi phan tường, 3 mũi phan tường đây nè.
ba bốn phân tường. Ở đây là một cái bút lấy dấu tự động, lấy dấu tự động tức là nhấn vô nó sẽ gõ. Và cái này là một cái đột, cái tức là cũng cái dấu nhưng mà nó đục trên thép á, cái mũi nó rất là cứng, anh em có thể đục một lỗ để mình mồi mình mài đó, ổ mình khoan á. Còn cái này là một cái không biết cái gì luôn, cái này là như là nó kẹp nó dặn á vậy, giống như cái cây kêu một cái cây gì, cái vít giống như cái vít sửa đồng hồ á. Rồi nó kèm ra đây là một cái mấy cái mấy con ốc, cái mà tắc kê nè. Rồi cái này giá 500 mọi người, mã là 3199, 3199 với giá là 500.000, 500.000 nha. Mã là 3199. Rồi, đây là cái cây kim bấm thẳng, hình như là có hôm trước có anh hỏi đó, tức là em bán rồi thì có một anh hỏi. Đây là hiệu mát Nhật Bản. Nhưng mà nó mát ở Taiwan, tức là nó xuất sản gia công tại Đài Loan. Rất là đẹp luôn á. Cái này full mới mới hơn cái cây hôm trước nữa, cái hôm trước là nó mới tinh luôn, cây này nó còn mới hơn, nó có thèm theo một cái cây ghim, một cái hộp ghim nữa. Cái này mát có chát luôn. Đây nè, nó để xà ben nhưng mà nó tức là hiệu mát thì nó nhìn hàng Nhật nhưng mà nó made in Taiwan, Đài Loan, nhưng mà cực kỳ chất lượng Đài Loan thì không sợ. Nhưng mà thương hiệu của thằng này là thương hiệu Nhật. Cái này thì dùng như em đã diễn tả đó, là mình đập gọi là cái ghim búa, đập xuống thì nó tự đóng, không cần bấm mà mình đập. Rồi cái này thì em bán hôm trước là bán giá 200, nhưng cái này thì em tăng lên 50 tại vì cái này nó có hộp ghim và nó mới hơn, thì em bán với giá là 250, mã là 3078 với giá 250.000. Đây là cái kìm cộng lực nội địa Nhật. Ở đây là mới nè, nhưng mà cái lâu ngày cái bao bì nó bị lão hóa cho nên nó bể thôi, chứ là mới full mới hết. Một cây đỏ, một cây xanh nè. Thì cái này thì là miệng thẳng, còn cái này miệng cong. Hàng nội địa Nhật nha, made in Japan, nội địa Nhật. Ở cái này thì cái hiệu nó là hiệu nó lạ lắm, nhưng mà hàng nội địa. Cái thép cũng là thép SK5 á, thép SK5. Tức là nó cắt được 4 ly. Tối đa là 4 ly, cái này full mới luôn. Thì em bán với giá là 180.000 một cây, giá chưa phí ship. Mã là 3200 với giá 180.000, 180.000, đấy. Điều cùng mã. Thì nếu mọi người không thích thẳng thì mình gửi công, cái nào cũng được, cái nào nó cũng cắt ấy như nhau. Rồi mã 3200 nha, giá 180. Rồi cái đó là cái cưa gấp hai mặt, cưa gấp hai mặt còn mới lắm, găng không bị hư á, mới bén. Tức là một cái bề găng thưa và một bề găng dày. Cái lưỡi của nó thì để em đo coi, được 21 cm cái chiều dài lưỡi á, thì phun ra được 4 tấc mấy, xếp lại 2 tấc mấy. Giá cái này của nó là 130, mã là 3201 với giá 130.000. Kìm bấm của thằng Kobo này là hiệu Nhật Bản nha, hiệu Nhật á, hàng nội địa đó, nhưng mà tại vì cái hiệu này nó không có về cái giá thành nó không cao thôi, rồi nó không có ấy thôi, chứ không phải là hàng dởm, hàng xịn đó. Cái này nó bọc cái cao su đây, Kobo nè. Nếu mọi người sạch vào cái Google á, sẽ thấy là ngay những cái thương hiệu Kobo này là bên Nhật nha. Giá là 270.000, mã là 2471, 270.000. Cái chiều dài của nó là 21 cm. Cái này thì cái miệng thẳng, không có bị dập. Giá 270, mã là 2471.
Rồi, đây là cái một cái dũa gỗ nó cái thằng này của thằng Tajima, nhưng mà nó sản xuất tại Mỹ, made in USA. Là cái này ngày xưa đó, ngày đời cổ ngày xưa thì nó mới sản xuất tại Mỹ thôi. Nói chung là sản xuất tại Mỹ, tại Thụy Sĩ nữa. Có những cái hàng này ngày xưa là sản xuất, bây giờ thì nó không còn nữa rồi. Giờ đem qua châu Á hết, không có đem qua bên châu Mỹ, châu Âu gì nữa. Đây, cái dũa này nó giống như những cái dũa mà của Anh á, của Anh, của Mỹ ngày xưa đó, cái dũa của mấy thằng Stanley rồi đó. Thấy không? Là nó có những cái lá thép nó gãy lên. Cái này nó cực kỳ bén. Cực kỳ bén. Và nó xài bền lắm. À, cái này nó chiều dài của nó là được tổng dài là 33, còn cái lưỡi dũa tới cái khúc dũa thì được 20 cm. Nó dũa vuông, tức là nó dũa những cái góc như thế này, nó có dĩ tả nè. Thấy không? Cái này của mình mà dũa những cái góc vuông như thế này, mình mài cần dũa. Và cái ống nữa, mình muốn dũa cái ống cho nó ấy nè thì mình dũa nè. Thấy không? Lại cần cái dũa này. Cái này nó bền lưỡi đây nè, nó được một tấc mấy á. Ồ, một phẩy mấy cm. Tầm 12 13 ly á. Vuông này nè. Rồi, cái này mã là 3210, giá 140, 3210 với giá 140.000. 140. Vít tự động của thằng Vessel. Vít tự động 2 chiều, Vessel nè. Cái này thì nó chiều dài của nó thì được tổng dài của nó là 18 cm. Cái cán, cái chỗ cái thân dài này nè thì được một tấc, tới chỗ này nè, cái này là một tấc. Cái này nó có nhược điểm, có cái là nó không có đổi quan, để anh xem thử đây. nó không phải đổi đầu, đúng rồi, nó không đổi đầu, tức là nó dính luôn. Nó chỉ có một cái đầu ba ke BH2 thôi, ba ke BH2. Cái này thì giá 140, mã là 3213. 3213 với giá 140.000. Giá chưa phí ship, tất cả những sản phẩm đã báo là giá chưa phí ship. Rồi, ở đây là cái cưa giống như cưa lá hẹ mọi người, giống cưa lá hẹ nhưng mà nó ngắn hơn. Căn đó nè. Căn nó cũng giống như cưa lá hẹ thôi. Cái kiểu nó lại nghe khác hơn cái cưa lá hẹ. Thì cái cây này em bán với giá là 70.000. Tại vì nó mỏng hơn cái cưa lá hẹ, mỏng hơn. Giá 70.000, mã là 3205. Cái này dùng để mình cưa chút gỗ thì được. 3205 với giá là 70.000. Cái này nó chưa sử dụng nhưng mà để nó bị oxy hóa thôi, nó bị sét. Còn đây là cái quay kẽm. Quay kẽm hàng nội địa Nhật. Quay kẽm này full mới luôn, full mới. Dùng để nè, mình quay kẽm công trình rồi đó. Cái này thì một giá 120 mọi người. Mã là 3211. 3211 với giá 120. Cây này có em có cái cây cũ thì giá 80.000. Cây đã qua sử dụng á thì giá 80.000 vẫn còn. Còn 2 3 cây vậy. Cái này giá ta còn cái cây mới thì giá 120 nha. Mã là 3211. Nếu anh em muốn xài mà để cho những anh em thợ đưa cho thợ xài thì mình mua cái cũ thì mắc mình không tiếc, mắc mình ấy, còn quay mới thì nó mắc nó uổng thôi. Rồi đây là cái bộ vít của thằng Sinlas là địa Nhật. Bộ này đã ha, cái bộ này tức là nó một cái cán vít nè. Ở đây nó có 6 mũi vít BH2. Nó không để BH gì chân nhỉ. Tức là BH2, BH1. Hình như là BH2 không à. Không thấy BH1. Có nó có cái cây này nó dài nè, có hai cây ba mũi dài tới 15 cm, ba mũi dài đúng á, 15 cm. Đây này nó để nè, có một mũi BH1, còn lại là mũi BH2, gọi là mũi BH2. Cái này thì giá 250.000, 250.000 nha, 250 á. Mã là 3212.
có một bộ duy nhất một, nhanh tay nha mọi người, nhanh tay chọn bộ duy nhất một đó. Ai đây là cái con đội 3 tấn còn mới tinh nè, full mới của thằng nội địa nha. Đây nè, made in Japan nè, thấy không, 3 tấn hoạt động hoàn chỉnh. Ở đây nó có hai cái cây nói. Ủa, cái cây này không phải của nó rồi, tức là hôm trước nó có hai cái cây nè. Đây nè, gạt vô để thử cho mọi người xem. Cái này chưa khóa lại bên đây, để khóa lại, hoạt động hoàn chỉnh hết rồi, để không gài nó xì dầu. Đấy, cứ lên đó à. Rồi cái này thì giá là mã là 3207, giá là 600 mọi người, 3207 với giá 600.000 cho cái con đội này, giá trong ship. Rồi cảm ơn mọi người đã xem cái video này, ở đây còn nữa và em sẽ lên video kế tiếp. Chào mọi người nha.